Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Dù hoàn cảnh có ra sao, thì lời của Đức Chúa Trời vẫn là điều không thể thiếu trong đời sống của mình. Lời Chúa là sự sống, lời Ngài là niềm hy vọng và lời Ngài đem lại cho chúng ta tất cả những sự tin cậy và mọi điều gì tốt nhất trong cuộc đời đều đến từ lời của Ngài. Giống như Chúa Giêsu hay rất nói trong Kinh Thánh, vả con người sống không chỉ bằng bánh mà bằng còn mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh hiện nay thì lời Chúa càng lại quan trọng hơn bao giờ hết. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng anh chị em đã theo dõi và lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay. Tôi cầu xin Chúa ban phước để tất cả anh chị em đều được gây dựng, và ngày hôm nay anh chị em sẽ gia thêm đức tin cho mình để vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh, tất cả mọi nan đề, tất cả những rắc rối mà trên thế giới hiện đang xảy ra. Bởi vậy chúng ta hãy dành 5 phút để chúng ta cầu nguyện với nhau và xin Đức Chúa Trời Ngài đến. Khoảng cách không là vấn đề, Ngài là Chúa của thời gian và không gian. Tôi tin rằng khi chúng ta hiệp lòng cầu nguyện thì chính Đức Chúa Trời đến tại nơi anh chị em đang ở và đụng chạm tấm lòng, mở tấm lòng, sức dầu cho anh chị em và biến lời đó trở thành những thức ăn thuộc linh để nuôi dưỡng đời sống đức tin chung của tất cả chúng ta. Amen. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Cha yêu thương, chúng con đến với Cha của chúng con là Cha đã sáng tạo ra chúng con từ trước buổi sáng thế. Ngài đã chọn lựa chúng con để hưởng sự sống đời đời. Chúa ơi, chúng con đến trong danh của Giêsu, con hằng sống của Ngài. Ngày hôm nay chúng con biết rằng chính lời Ngài là sự sống của chúng con và Thánh Linh Ngài là giáo sư để giảng giải lời Ngài cho chúng con. Cha ơi, hãy làm cho lòng chúng con tràn ngập niềm hy vọng và sự an ủi từ Đức Thánh Linh. Hãy dùng sự khôn ngoan của Ngài mở trí và soi sáng chúng con, để chính mỗi chúng con trong chính buổi sáng hôm nay sẽ nhận được tất cả những gì Ngài muốn nói với chúng con qua lời của Ngài. Chúa hãy ban phước cho lời Ngài. Chúa hãy ban phước cho tất cả anh em con đang theo dõi chương trình này. Hãy ban phước cho tất cả những người nghe, dù anh em con đã tin Chúa hay chưa tin Chúa, thì chính ngày hôm nay phước hạnh từ lời Ngài sẽ đến với đời sống anh em con một cách tuôn chảy như sông như suối trong cuộc đời. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, nếu Đức Chúa Trời đã vùi giúp chúng ta thì ai có thể nghịch với chúng ta? Và câu trả lời là không ai cả. Cho nên câu Kinh Thánh 31 trong Roma chương 8 tôi tin rằng sẽ khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay. Quả thật Đức Chúa Trời đã đến để vùi giúp chúng ta, là những người mỗi ngày tin cậy nơi Ngài, mỗi ngày tin cậy nơi Ngài, mỗi ngày trông đợi phần thưởng từ nơi Ngài, mỗi ngày trông đợi sự cứu giúp từ nơi Ngài. Thưa anh chị em, nếu Đức Chúa Trời đã vùi giúp chúng ta thì ai còn nghịch với chúng ta? Thế giới tràn đầy những biến động và tai họa có thể đến bất chợt sau một đêm. Nào thiên tai, lũ lụt, nào đói kém, dịch lệ, thất nghiệp, nợ nần và rất là nhiều điều khác nữa đang xảy ra từng ngày từng giờ. Và thưa anh chị em, hơn bao giờ hết chúng ta cần biết và nương cậy Đức Chúa Trời. Chúng ta cần biết rằng có một đấng yêu thương, có một đấng đứng về phía chúng ta, có một đấng hỗ trợ chúng ta để cho chúng ta vượt qua tất cả mọi những nghịch cảnh mà hiện thời chúng ta đang nhìn thấy. Cho nên tôi rất là được khích lệ bởi câu Kinh Thánh này. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với cho tất cả anh chị em một sứ điệp mang tên là chúng ta là người của đức tin. Chúng ta đây có nghĩa là những người đã được tái sanh, những người đã biết và những người đã đón nhận Chúa Giêsu vào tấm lòng của mình, trở thành con cái của Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh khẳng định rằng chúng ta là người của đức tin. Người của đức tin. Quả thật đức tin chính là cái điều duy nhất kéo chúng ta lại gần Đức Chúa Trời. Đức tin là điều duy nhất khiến chúng ta có thể nhận lãnh và tiếp cận mọi nguồn phước của Đức Chúa Trời. Ngày xưa trong Kinh Thánh Hebrew chương 11 có nói đến những anh hùng đức tin. Họ là những con người đặc biệt, họ là những con người rất hiếm trên trái đất này. Họ là những con người có thể bởi đức tin mà có thể bịt được mồm sư tử, bởi đức tin có thể chiến thắng được quân thù, bởi đức tin có thể vượt qua tất cả mọi nghịch cảnh, bởi đức tin có thể khiến cho kẻ chết sống lại, bởi đức tin họ hưởng được gia tài, bởi đức tin mà họ có thể từ
8 con người có thể cứu cả thế giới này qua cơn nước lụt. Bởi đức tin từ một số ít, họ có thể chiến thắng được quân thù đông đảo. Họ là những con người được Kinh Thánh ghi lại trong Hebrew chương 11 như những anh hùng đức tin. Abraham là tổ phụ đức tin. À, rồi trước đó chúng ta còn thấy có cả Noe nữa, chúng ta thấy cả Henoch nữa, chúng ta thấy cả David nữa, chúng ta thấy Gideon nữa, chúng ta thấy cả Samson nữa, và rất nhiều người được liệt kê. Nhưng thưa anh chị em, đó là những con người rất hiếm hoi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cơ hội lớn hơn họ. Chúng ta có một cơ hội để đến với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu biến chúng ta từ một con người tầm thường trở thành con người có đức tin. À, ngày hôm nay Đức Chúa Trời không tìm những con người đặc biệt, nhưng Ngài tìm những con người thèm khát đức tin, những con người ao ước có đức tin, những con người muốn sống bởi đức tin, những con người muốn biết Đức Chúa Trời, thì Ngài cho chúng ta điều đó. Chúng ta có thể đọc một đoạn Kinh Thánh ở trong Luca chương 17 để thấy rõ điều này. Luca chương 17. Anh chị em có Kinh Thánh hãy mở ra cùng với tôi buổi sáng ngày hôm nay. Luca chương 17. Luca chương 17. Tôi đọc anh chị em nghe. Từ câu 1. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng: không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được, song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Chúa Giêsu khẳng định rằng không thể nào mà không có hoạn nạn khó khăn ở trên đời này. Anh chị em hãy tưởng tượng thế giới này như một chiếc bánh rất ngon nhưng bị Satan làm cho cháy khét. Chúng ta sẽ không còn tìm thấy những mùi vị thơm tho của nó được nữa. Chúng ta đã đánh mất tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, đánh mất vẻ đẹp, đánh mất mọi sự. Cho nên bây giờ trong thế giới này không thể nào khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được. Đó là sự thật. Cho nên hỏi anh chị em, đừng ngạc nhiên khi tại sao đại dịch lại đến. Đừng ngạc nhiên khi tại sao đói kém đến. Đừng ngạc nhiên tại sao hoạn nạn thử thách lại đến bất chợt như vậy. Anh chị em ơi, đừng ngạc nhiên, vì đó là điều nó phải xảy ra. Chúng ta đang sống trong một thế giới không an toàn. Chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị Satan phá nát. Như tôi đã nói, chiếc bánh ngon đã bị nó làm cháy khét. Chúa Giêsu đã nói câu đó để cho các môn đệ của Ngài không phải quá ngạc nhiên và sờn lòng. Nhưng từ câu số 5 thì các môn đệ của Chúa lại được khích lệ hỏi Chúa một điều khác hơn rất nhiều. Khi mà được Chúa kể cho những cái thực trạng của xã hội, những cái thực trạng của cuộc sống, thì họ thưa rằng: xin thêm đức tin cho chúng tôi. Anh chị em thấy không ạ? Họ nghe những cái điều như vậy, họ không sờn lòng, họ không thối chí, họ không cảm thấy ngã lòng, họ nói thôi thế này là xong rồi. Nhưng họ đến với Chúa và họ nói: xin Chúa thêm đức tin cho chúng tôi. Điều đó có nghĩa gì anh chị em? Điều đó có nghĩa rằng họ hiểu rằng chỉ có đức tin mới giúp chúng ta chiến thắng trong cái thế giới hoạn nạn này. Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta vượt qua dịch lệ. Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta vượt qua nợ nần. Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta vượt qua thất nghiệp và thiếu thốn, vượt qua những nạn đói và những hiểm họa đang chờ đợi chúng ta phía trước hoặc hiện nay. Anh chị em ơi, thêm cho chúng tôi đức tin phải là niềm khao khát của chúng ta, phải là giải pháp duy nhất của chúng ta. Đừng tìm sự giải cứu ở chỗ này, đừng tìm sự giải cứu ở chỗ kia. Sự khôn ngoan con người không thể nào cứu chúng ta được. Khoa học kỹ thuật cũng không cứu chúng ta được. Tất cả những sự tiến bộ của nhân loại cũng không cứu chúng ta được. Chúng ta đang bó tay trước những nan đề ngày càng gia tăng. Nhưng có một điều khiến chúng ta có thể vượt qua, đó là thêm cho con đức tin. Và Chúa Giêsu đáp: nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các người khiến cây dâu này ra, hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó cũng sẽ vâng lời. Hãy chú ý đến lời giải đáp của Chúa Giêsu. Các môn đệ thì bảo là thêm đức tin, còn Chúa nói là không cần, chỉ cần nó bằng hạt cải nhỏ bé thôi là đủ. Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về điều này. Điều này có nghĩa gì? Chúng ta không cần một lượng đức tin thụ động, nhưng chúng ta cần hạt giống đức tin. Chúng ta cần hạt giống đức tin là thứ có khả năng sinh sản và lớn lên trong chúng ta. Hãy chú ý lời Chúa Giêsu trả lời, thưa anh chị em. Chúng ta cần hạt giống đức tin. Cho nên Chúa Giêsu nói chỉ cần một hạt giống đức tin nhỏ bằng hạt cải thôi.
Và nếu nó đã ở trong lòng các con thì nó sẽ sinh sôi ra, nó sẽ lớn lên, nó sẽ trở thành một cái cây lớn. Và lúc đó muốn gì được nấy. Cho nên điều anh chị em mình cần ngày hôm nay, thưa anh chị em, là hạt giống đức tin. Nghĩa là đức tin có sự sống, nghĩa là đức tin có việc làm đến từ Chúa Giêsu, nghĩa là đức tin từ trời, vì Ngài là nguồn sự sống. Cho nên nếu anh chị em mà lãnh hội được điều này thì anh chị em hãy nói thầm trong lòng mình rằng: tôi cần hạt giống đức tin, là thứ có khả năng sinh sản và lớn lên trong tôi. Hạt giống ấy là lời của Đấng Christ, chính là phúc âm mà được rao truyền cho muôn dân trong lúc bây giờ. Đó là lời Chúa Giêsu nói. Anh chị em hãy chú ý chân lý này. Chúng ta không cần đức tin nhiều, đức tin ít, mà chúng ta cần đức tin sống. Đức tin đó phải nảy nở trong lòng chúng ta, đức tin đó phải được lớn lên, đức tin đó phải có đem lại một ảnh hưởng trên đời sống chúng ta, đức tin đó đem lại sự sống và niềm hy vọng trong những lúc khó khăn, đức tin đó khiến cho chúng ta không ngã lòng, không thối chí, không thụt lùi, không bị lũng bại trước bất kỳ một hoàn cảnh nào. Thưa anh chị em, hãy chú ý lời của Chúa Giêsu nói. Lời Chúa Giêsu nói rất rõ ràng. Bởi vậy cho nên tôi có thể nói như thế này: những anh hùng đức tin thời xưa là những con người đặc biệt. Họ sinh ra đặc biệt, họ sinh ra một cách rất đặc biệt. Họ là những con người bí ẩn, họ là những con người mà Đức Chúa Trời khen ngợi. Nhưng những con người ngày nay là những con người tầm thường, được Đức Chúa Trời chọn lựa để làm nên đặc biệt. Đó là sự thật. Chúng ta là những người tầm thường, được Chúa lựa chọn để trở nên đặc biệt trong đức tin. Chúng ta có thể nói câu này cho chính bản thân mình. Hỡi anh chị em hãy theo dõi qua kênh của nhà muôn dân, hãy nói với chính mình: tôi là người bình thường, nhưng được Chúa lựa chọn để trở nên đặc biệt bởi đức tin. Rõ ràng là như vậy. 12 sứ đồ của Chúa là những người đánh cá tầm thường, 12 sứ đồ của Chúa là những người ít học, là những người nông dân, là những người ở những vùng xa xôi hẻo lánh xứ Galilee. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi họ, chọn lựa họ và nói với họ rằng: hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Bằng cách nào? Gieo vào lòng họ đức tin. Gieo vào lòng họ đức tin sống động, đức tin có sự sống, đức tin bằng hạt cải thôi, nhưng nó đã nảy nở ra. Và bằng chứng, tôi nói anh chị em có bằng chứng. Ngày hôm nay, những gì họ rao truyền vẫn còn đang rao truyền, những gì họ đang muốn xây dựng vẫn đang được xây dựng, và có hơn 3 tỷ người đã tin theo lời giảng của họ. Đây là sự nhân lên, đây là sự thịnh vượng, đây là kết quả của đức tin sống động mà từ những con người tầm thường đã được lựa chọn để nên đặc biệt. Cho nên tôi nói với anh chị em, tất cả anh em mình là những con người được lựa chọn. Hãy nói với chính mình: tôi là người được lựa chọn, tôi là người được lựa chọn. Cảm ơn Chúa điều đó. Hãy luôn luôn nhắc nhở mình như vậy. Anh em mình là những người đặc biệt trong thế giới này. Không phải đặc biệt vì sinh ra, mà đặc biệt vì được Chúa chọn. Đó là điều mình luôn phải nhắc nhở. Giữa 7 tỷ người này, Chúa chọn tôi và ông bà anh chị em để trở nên đặc biệt trong Ngài bởi đức tin. Cho nên một câu kinh thánh nữa, tôi xin khích lệ anh chị em và những con người đặc biệt, những con người được Chúa chọn, là câu kinh thánh trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Và tôi đọc cho anh chị em nghe tại sao nó đặc biệt. Tại sao anh chị em trở nên đặc biệt? Câu kinh thánh đó chép như vậy: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Anh em hãy chú ý câu kinh thánh này: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Đây là vế thứ nhất. Và tất cả những điều đó không phải đến từ anh em, nghĩa là không phải đến từ tôi, không phải đến từ ông bà anh chị em, nhưng đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy chưa? Bởi vậy cho nên chúng ta là người tầm thường, được Chúa chọn lựa để trở nên đặc biệt bởi đức tin. Làm sao đặc biệt? Vì Đức Chúa Trời ban ân điển vào trong cuộc đời chúng ta, và nhờ đức tin chúng ta được cứu. Được cứu này không có nghĩa là được cứu linh hồn không thôi, mà được cứu này là có nghĩa là được cứu khỏi tất cả mọi điều gây lên những sự phiền hà, bệnh tật, đau yếu, phiền muộn, dốt nát, thất bại,
giới hạn trong cuộc sống của mình. Được cứu đây là được cứu khỏi tất cả mọi điều, trong đó có cả sự chết đời đời nơi hỏa ngục nữa. Chúa Giêsu đã làm tất cả cho tôi và bạn chị em trên thập tự giá. Ngài làm tất cả. Nếu chúng ta đã học biết mấy chủ nhật trước, người anh em chúng ta đã nói có 8 điều Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Và chúng ta hay gọi đó là sự trao đổi thiên thượng trên thập tự. Và tôi gọi rằng 8 điều này là ân điển của Chúa Giêsu. Tất cả những gì chúng ta cần, Chúa Giêsu đã làm và Ngài để trong kho của Ngài. Và cái kho đó tôi gọi là kho ân điển của Chúa Giêsu. Ê-phê-sô đoạn 1 có chép: và Đức Chúa Trời đã ban, đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng trên trời. Trong phước đó có sự thịnh vượng, trong phước đó có sự chữa lành, trong phước đó có sự giải cứu, trong phước đó có cái sự phục hồi, trong phước đó có cái sự vui mừng, bình an, thánh khiết để giúp cho cuộc đời của chúng ta được nên trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Câu hỏi là làm thế nào để chúng ta nhận lãnh? Thì câu kinh thánh hôm nay cho chúng ta biết là bởi đức tin. Bởi đức tin. Và đức tin đó không đến từ anh em, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đó là hạt giống từ Chúa Giêsu gieo vào trong lòng chúng ta, để cho chúng ta có thể được cứu, để cho chúng ta có cơ sở, có cơ hội, có đủ mọi cái khả năng để mà có thể được thoát ra khỏi mọi hoạn nạn trên thế giới này. Anh chị em ơi, giữa những thời kỳ bối rối này, đầy sợ hãi này, tôi muốn giảng sứ điệp để khích lệ đức tin anh chị em. Tôi muốn gieo vào lòng anh chị em một lượng đức tin, khơi dậy một lượng đức tin từ lời của Đức Chúa Trời. Hãy khơi nó dậy, làm cho nó sống dậy, đừng để nó ngủ yên. Anh chị em ơi, hãy tưới vào bằng lời cầu nguyện để hạt giống đức tin anh chị em được nảy mầm. Anh em biết rồi đó, nếu rải hạt giống xuống nền đất này, nó sẽ không mọc đâu nếu không tưới. Anh chị em hãy tưới cho nó. Tưới bằng gì? Tưới bằng một đời sống cầu nguyện, tưới bằng một đời sống ngợi khen thờ phượng, tưới bằng một đời sống trông cậy Chúa luôn luôn, tưới bằng một đời sống lúc nào cũng ở trong sự kết nối với Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh chính là mưa, Thánh Linh chính là ân điển mà Chúa Giêsu đã gửi xuống để cho những hạt giống đức tin trong lòng anh chị em được nảy mầm, sản sinh liên tục, sản sinh liên tục. Cho nên dù hoàn cảnh có ra sao, dù anh chị em cảm giác thế nào, không quan trọng. Nhưng tôi nói rằng ông và anh chị em thật sự đã có sẵn đức tin trong lòng. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Dù hoàn cảnh xung quanh có ra sao, dù anh chị em đang bệnh tật, dù anh chị em đang nợ nần, dù anh chị em có là thế nào, đang gặp phải cái hoàn cảnh gì đi chăng nữa, thì hôm nay tôi muốn khích lệ ông và anh chị em rằng anh chị em đang có đức tin trong lòng. Hãy làm nó sống lại, hãy làm nó trở dậy, hãy làm nó có một cái sự bằng cớ vững vàng để mà chúng ta tiến bước. Đừng nhìn hoàn cảnh, đừng sống bởi hoàn cảnh, đừng sống bởi người ta nói, nhưng hãy sống bởi những gì Đức Chúa Trời nói. Hãy nhìn vào lời hứa anh chị em, hãy nhìn vào lời hứa, nhìn vào lời hứa của Đức Chúa Trời, vì lời hứa của Đức Chúa Trời là cơ sở cho đức tin sống ở trong lòng anh chị em. Hãy nhìn vào lời hứa của Ngài. Hoàn cảnh có thể nói ngược với lời của Ngài, người ta có thể nói ngược với lời của Ngài, nhưng anh chị em là người của đức tin, hãy nói phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi mới nói với bạn chị em rằng thế giới hiện nay đã chia ra làm hai loại người. Loại người tái sanh là loại người có đức tin, và loại người chưa tái sanh là loại người thuộc về thế giới này, chưa có đức tin. Và cách nói chuyện của hai loại người này khác nhau. Người thế gian này nói theo kiểu sợ hãi. Người thế gian này mở miệng ra là sợ quá. Ôi sợ quá, ôi sợ quá, chết rồi, tôi chết rồi, sợ quá. Tất cả những gì họ nói từ sáng đến chiều là sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá, chết rồi, tôi chết rồi. Đó là người thế gian. Tôi không quan trọng họ địa vị nào, không quan trọng trình độ học thức họ ra sao, không quan trọng họ mặc áo gì, không quan trọng họ có bằng cấp gì, mở miệng ra là sợ hãi. Sự sợ hãi là linh của đời này đang giết chết hàng tỷ người mỗi ngày. Không phải giết thân xác đâu, nhưng giết chết linh hồn của họ, giết chết tinh thần của họ, giết chết tất cả sức lực bên trong họ bằng tà linh sợ hãi. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta là dòng dõi đức tin, chúng ta là con cháu của Abraham, chúng ta là người được tái sanh và hạt giống đức tin của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Chúng ta không nói như người thế gian nói, nhưng chúng ta nói theo kiểu của Đức Chúa Trời nói. Chúng ta nói rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Người có đức tin việc gì cũng được. Chúng ta là người đầy tràn hy vọng, chúng ta có bằng chứng bên trong lòng để bắt đầu nói ra những lời tích cực,
nói ra những lời biến đổi, nói ra những lời chữa lành, nói ra những lời giải phóng, nói ra những lời có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Đó chính là nói lời của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa anh chị em, đừng nhìn hoàn cảnh, đừng nhìn có bao nhiêu con người đang chết, đừng nhìn vì dịch lệ đang lan tỏa, nhưng hãy nói như Thi Thiên 91 nói: nếu bên tả tôi ngã 1000, bên hữu tôi ngã 10000, tôi cũng vẫn bình an. Hãy nói lời đức tin. Vì tôi nói với anh chị em rằng, người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết, người tri thức cũng chết, người thiếu học cũng chết, người quan chức cũng chết, thường dân cũng chết, nhưng người công bình sống bởi đức tin của mình. Hallelujah. Tôi muốn khích lệ anh chị em, anh chị em là người có đức tin. Vì Kinh Thánh trong Roma chương 12 câu 3 chép như thế này: anh em chớ có tư tưởng cao quá lệ, nhưng hãy có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Anh em khẳng định rằng mình có đức tin chưa? Chắc chắn là có rồi, phải không ạ? Vì Chúa nói mà. Anh chị em có dù rằng là bảo tôi không có, nhưng hôm nay Đức Chúa Trời nói anh chị em có. Cho nên tốt nhất hãy đồng ý với Chúa đây. Anh chị em là người của đức tin. Hallelujah. Anh chị em là người của đức tin. Cho nên đức tin chính là bản chất của con người chúng ta. Bởi vậy cho nên tôi mới nói anh chị em là người của đức tin. Bây giờ tôi muốn khích lệ anh chị em một điểm nữa: làm thế nào để đức tin chúng ta phát huy tác dụng đây? Muốn đức tin có phát huy tác dụng, anh chị em phải có bằng chứng vững vàng. Bằng chứng vững vàng. Trở lại với câu Kinh Thánh trong Hebrew chương 11 nha. Hebrew chương 11 câu 1. Hebrew chương 11 câu 1 định nghĩa như thế này. Định nghĩa thế này: và đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đương trông mong, và là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin là sự biết chắc vững vàng. Nó là định nghĩa đầu tiên. Anh chị em hãy suy nghĩ về điều này. Thế nào là sự biết chắc vững vàng? Sự biết chắc vững vàng là sự mà anh chị em không lay động dù hoàn cảnh, người ta, thế gian nó nói ngược lại. Là sự biết chắc vững vàng. Sự biết chắc vững vàng nghĩa là anh chị em có một bằng chứng bên trong lòng rằng Đức Chúa Trời quả thật như Ngài nói trong lời Ngài. Bằng chứng vững vàng là gì? Là ngay khi tôi chưa được chữa lành bệnh thì Chúa Giêsu vẫn là đấng chữa lành. Sự biết chắc vững vàng là gì? Tôi vẫn là người tin cậy Ngài là đấng cung ứng dù cuộc đời tôi vẫn còn đang thiếu thốn. Tôi vẫn tin cậy rằng Ngài là đấng giải cứu mặc dù tôi vẫn đang tranh chiến với ma quỷ. Sự biết chắc vững vàng có nghĩa là chúng ta biết chắc rõ trong lòng rằng Đức Chúa Trời y như lời Ngài nói, dù hoàn cảnh, cảm giác, tình trạng của chúng ta vẫn đang ngược lại. Anh em hãy ghi nhớ điều này nha. Điều này rất quan trọng. Có những người không nghĩ như vậy. Có những người bệnh tật đến cầu nguyện, mới lần đầu cầu nguyện thì họ bảo rằng Chúa Giêsu là đấng chữa lành, tôi tin Ngài là đấng chữa lành, Ngài là đấng chữa lành tôi. Cầu nguyện xong vết đau vẫn còn, cầu nguyện xong về đau bụng đau lưng vẫn còn, hai ngày sau hỏi lại bảo thôi rồi, Chúa giờ ông phải đấng chữa lành. Đó không phải là sự biết chắc vững vàng. Đó là sự biết kiểu tâm trí, biết kiểu dao động. Và Kinh Thánh nói đó không phải đức tin. Bởi vì Kinh Thánh định nghĩa rất rõ ràng: đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đương trông mong. Anh chàng trông mong điều gì? Chúa chữa lành chăng? Chúa phục hồi kinh tế chăng? Chúa trả hết nợ nần chăng? Chúa giải cứu ma quỷ chăng? Chúa làm cho mình bình an vui mừng chăng? Chúa khiến cho đời sống mình thay đổi chăng? Mình trở nên khôn ngoan chăng? Sự học tập của mình tốt lên chăng? Anh chàng trông mong điều đó, hãy biết chắc rằng Chúa là đấng làm điều đó. Cho nên tôi mới nói với anh chị em, để cho đức tin của chúng ta vận hành một cách mạnh mẽ và sản sinh, để cho đức tin chúng ta phát huy sức mạnh, để có thể vượt mọi hoàn cảnh, thì anh chị em thật sự phải có một đức tin thật từ đến chính Đức Chúa Trời. Mà đức tin thật đó là sự biết chắc vững vàng. Kinh Thánh chép, Kinh Thánh chép: mọi xác thịt ví như cỏ, vinh hiển của nó như hoa trên cỏ. Khi cỏ khô thì hoa rụng, nhưng sao anh em? Lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Dù thế giới này rúng động, dù con người ta chết như rạ,
dù chiến tranh xảy ra hay bất cứ điều gì xảy ra, nhưng tôi nói với anh chị em rằng muôn đời lời Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Cho nên nếu đức tin anh chị em mà dựa trên lời Chúa thì đức tin anh chị em là đức tin thật. Đức tin anh chị em đến từ lời Chúa là đức tin thật. Còn đức tin đến từ con người, đức tin đến từ kiến thức, đức tin đến từ hoàn cảnh, đức tin đến từ kinh nghiệm, tất cả những đức tin đó sẽ lung lay theo thời gian. Hãy tìm kiếm đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên thưa anh chị em, mình làm thế nào đây? Mình làm thế nào để có được cái điều này? Thứ nhất, hãy nhận thức về mình. Chúng ta đang ở một trận, một mặt trận khác. Chúng ta là những người đang ở một vương quốc khác. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian này. Hãy ý thức rằng khi anh em được tái sanh, anh em không thuộc về thế gian này, anh em không thuộc về những người ở trong thế gian này, anh em không thuộc về những gì thế giới này. Anh em thuộc về vương quốc sáng láng của Đức Chúa Trời. Anh em sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Anh em sống bởi lời hứa của Đức Chúa Trời. Anh em sống bởi sự chúc phước của Ngài mỗi ngày, cung ứng của Ngài mỗi ngày, chữa lành của Ngài mỗi ngày, giải cứu của Ngài mỗi ngày. Anh chị em ơi, hãy bắt đầu sống như vậy. Có nghĩa là gì vậy? Sống phụ thuộc Đức Chúa Trời. Nói như tiên tri Kakander, ông nói sự nhận biết Đức Chúa Trời và phụ thuộc hoàn toàn vào cứu Chúa Giêsu Christ đưa chúng ta đến sự chiến thắng mỗi ngày. Bí quyết nằm chỗ đó anh chị. Con người chúng ta được sinh ra và nó quen rồi với cái cách sống phụ thuộc vào hoàn cảnh tự nhiên, phụ thuộc vào sự cung ứng của cha mẹ lúc nhỏ, phụ thuộc vào sự cung ứng của xã hội, công ty nơi mình làm việc, phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bạn bè, của người nọ người kia, phụ thuộc vào cái sự giúp đỡ của mình về kiến thức, tất cả mọi thứ thuộc về tự nhiên. Đó là con người của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay, để chúng ta tiến hơn trong con đường đức tin, tôi khích lệ anh chị em hãy bắt đầu tập sống phụ thuộc Đức Chúa Trời. Hãy tập sống phụ thuộc vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Hãy tập sống bởi đức tin. Hãy tập sống bằng những gì Chúa hứa. Anh em vẫn làm, vẫn học tập, vẫn lao động, nhưng trong học tập, trong lao động, trong sức khỏe, trong tất cả mọi điều, hãy nhìn nhận và nhận biết được sự trợ giúp của Đức Chúa Trời. Đó là cách để hạt giống đức tin nảy nở, nhân lên từng bước đưa lên. Anh chị em biết không, nếu anh chị em học lớp 5 mà muốn lên lớp 6 đó thì phải trải qua một kỳ thi. Từ lớp 6 lên lớp 7 đó phải thi tiếp. Từ lớp 7 lên lớp 8 đó lại thi. Lớp 8 lên lớp 9 thi nữa. Mỗi cấp bậc đều phải thi. Cho nên chúng ta có thể gọi là những hoạn nạn thử thách mà Đức Chúa Trời cho phép trong đời sống đức tin anh chị em là những kỳ thi. Và đức tin anh chị em phải lớn lên qua những kỳ thi đó. Nếu nó không vượt qua những kỳ thi đó thì phải học lại. Phải thi lại thôi. Phải thi lại. Cho nên đừng ngại hoạn nạn thử thách. Nhưng luôn luôn nhắc nhở chính mình rằng hoạn nạn thử thách là phải có để làm cho đức tin của con vững vàng hơn. Vững vàng hơn. Có thể Đức Chúa Trời trong một giai đoạn nào đó làm cho anh em chững lại bởi những hoạn nạn thử thách. Để làm gì? Để chuẩn bị anh em cho một mức độ cao hơn. Mức độ cao hơn. Và đôi khi chúng ta không hiểu được ý muốn của Chúa, chúng ta lầm bầm, chúng ta than phiền, chúng ta than trách, chúng ta nói Chúa ơi, Chúa hỡi, con là con của Ngài, sao con không được đi trên thảm đỏ mà bây giờ gai góc không thế này. Anh chị em à, chính gai góc đó đưa anh chị em vào những con đường thênh thang hơn. Hãy để Đức Chúa Trời rèn luyện đôi chân của chúng ta, đôi chân đức tin của chúng ta, là một đôi chân có thể vượt qua gai góc, là một đôi chân có thể chiến thắng gai góc, để rồi chính đôi chân đó đi xa hơn, đi vạn dặm hơn, mạnh mẽ hơn trên những con đường thênh thang phía trước. Cho nên sứ đồ Gia Cơ nói, hỡi anh em, hãy vui mừng trọn vẹn khi thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em. Đó là thử thách đức tin, đó là thử thách mà chúng ta phải thi, đấy là trường thi đức tin mà chúng ta vượt qua. Cho nên tôi nhắc lại anh chị em ha. Một, hãy tập sống phụ thuộc Đức Chúa Trời. Hai, hãy xem hoạn nạn thử thách là bài thi đức tin
mà Đức Chúa Trời cho phép và khiến chúng ta phải vượt qua để lên những mức cao hơn. Tôi tưởng tượng người đức tin như người leo núi vậy đó. Anh em biết người leo núi phải không ạ? Ngày xưa tôi ở bên Nga cũng có học cái môn thể thao là leo núi. Họ lấy cái bức tường dựng đứng là gắn mấy cái cục vô, bắt đầu bắt mình leo. Leo hồi lên tuốt luôn ở trên đó mà không có thang hay thứ gì cả. Rất ớn. Nó mà như người nhện vậy, cứ đu từng cái cục này. Cho nên người leo núi là người sao ạ? Rất chậm rãi, kiên nhẫn, có sức khỏe. Phải không ạ? Và thận trọng. Đi từng bước, nếu không thận trọng rớt cái bịch xuống cái đệm ở dưới lại lò mò leo lên. À, đó là cách của người leo núi. Cho nên đức tin của chúng ta đi với Chúa giống như người leo núi vậy đó. Từng bước nhỏ, nói như TB Joshua nói anh chị em, chậm mà chắc. Amen. Chậm mà chắc, đi từng bước nhỏ, chậm mà chắc để cho chúng ta vượt qua tất cả mọi hoàn nạn thử thách. Khi chúng ta vượt qua rồi thì ân điển của Chúa đổ tràn trề hơn. Cho nên tôi nhắc lại câu kinh thánh, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu giúp. À, chỉ có cách đó thôi, nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu giúp. Như vậy thì vượt qua mọi cái sự cứu giúp đó, ân điển càng lớn hơn, ở đâu hoạn nạn khó khăn nhiều hơn thì anh em vượt qua rồi thì ân điển sẽ lớn hơn. Cho nên hãy bước vào ân điển của Chúa nhờ bởi đức tin. Cuối cùng chúng ta nói điều gì đây? Còn một điểm cuối cùng nữa, đó là nghe được tiếng Chúa sau khi cầu nguyện. Nghe được tiếng Chúa sau khi được chữa lành, nghe được tiếng Chúa sau khi được giải cứu, nghe được tiếng Chúa sau khi được chúc phước là phước hạnh lớn nhất trên tất cả những gì anh chị em đang tìm kiếm. Vì sao? Vì chính tiếng của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh gia thêm đức tin cho anh chị em. Tiếng của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh làm đức tin anh chị em sản sinh, nảy nở. Cho nên anh chị em ạ, hãy nghe tiếng Chúa. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn nghe được tiếng của Ngài. Con muốn nghe được tiếng Ngài khi con cầu nguyện với Ngài cho hoàn cảnh của con. Con muốn nghe được tiếng Ngài chứ không chỉ chữa lành, không chỉ được chúc phước và tài chánh, không chỉ được giải cứu của ma quỷ rồi con lại sống trong cái sự mông lung. Nhưng con muốn nghe được tiếng Ngài, nghe được sự dẫn dắt của Ngài, nghe được tiếng phán của Ngài đằng sau sự chữa lành. Con muốn biết Chúa nói gì trong hoàn cảnh của con. Con muốn biết Chúa nói gì trong tật bệnh của con. Con muốn biết Chúa nói gì trong những sự bị áp chế, bị hành hạ của con. Con muốn biết Chúa nói gì trong sự nợ nần, thiếu hụt, thất bại của con. Anh chị em, đó là bước quan trọng vô cùng để nuôi dưỡng con người đức tin. Con người đức tin muốn được nuôi dưỡng phải nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói: chiên ta nghe tiếng ta và nó theo ta, nhận biết ta và theo ta. Nó không theo người khác, nó không theo kẻ trộm, mà nó theo ta. Ta là người chăn chiên hiền lành. Nếu chúng ta là người của đức tin, nhất định tâm linh anh em phải nghe được tiếng Chúa. Cho tôi nhắc lại nghe anh chị em, hãy tập sống phụ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, nghĩa là lời Ngài. Cái này nó dẫn anh chị em đến sự biết chắc vững vàng trong lòng, nghĩa là Đức Chúa Trời không thay đổi. Dù hoàn cảnh có ra sao, dù anh chị em chưa được chữa lành, nhưng Chúa Giêsu vẫn là đấng chữa lành của anh chị em. Thứ hai, anh chị em đừng bao giờ sợ hoạn nạn thử thách. Đừng bao giờ sợ hoàn cảnh khó khăn. Đừng sờn lòng nản chí. Nhưng hãy biết rằng đây là bài thi đức tin của anh em. Đây là cơ hội để cho anh em lớn lên, cơ hội để anh em được tiếp cận nguồn ân điển lớn hơn, quyền năng lớn hơn, thẩm quyền lớn hơn. Và mỗi bài thi như vậy anh em phải thi đậu, bởi vì Chúa nói rằng nếu Đức Chúa Trời đã vừa giúp chúng ta, ai có thể nghịch cùng chúng ta. Và cái thứ ba anh chị em, nghe được tiếng Chúa sau khi cầu nguyện là phước hạnh lớn nhất, lớn nhất. Nghe được tiếng Chúa sau khi anh em được chữa lành là phước hạnh lớn nhất. Nghe được tiếng Chúa sau khi anh em được Chúa cứu giúp phục hồi là phước hạnh lớn nhất. Bởi vì sao lớn? Bởi vì giúp đức tin anh em tăng trưởng, không dậm chân tại chỗ nữa, không sống mãi với một kinh nghiệm, không sống mãi với cái sự là không biết mình đi đâu, con đường phía trước ở đâu, không sống mãi với cái sự là tôi không biết phải chọn lựa con đường nào. Nhưng khi anh em nghe được tiếng Ngài,
Anh em đi trong sự sáng. Anh em có con mắt thuộc linh. Anh em có lỗ tai thuộc linh. Anh em biết được điều mình đi. Giống như Chúa Giêsu nói, các ngươi biết ta đi đâu. Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Các ngươi biết. Thế gian không biết, nhưng các ngươi biết. Khi Đức Thánh Linh là đấng an ủi đến, thế gian không nhận lãnh được, nhưng các con nhận lãnh vì Ngài ở cùng và ở trong các con. Cho nên những điều đó chúng ta hãy ghi nhớ. Rất là phước hạnh. Rất là phước hạnh để mà chúng ta biết được ba điều này. Tóm lại, buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ anh chị em theo dõi trên hội thánh nhà muôn dân. Anh chị em là con người của đức tin. Đức tin là thứ có thể cứu anh chị em. Đức tin là cánh tay quyền năng để lấy ân điển của Đức Chúa Trời. Anh em là con người bình thường, tầm thường, nhưng được Chúa lựa và chọn để trở thành đặc biệt trong đức tin. Hãy khích lệ điều đó. Những anh hùng đức tin là những con người sinh ra đặc biệt, nhưng anh em là những con người sinh ra tầm thường, nhưng mà Chúa chọn để trở thành đặc biệt như họ. Hãy vui mừng cảm tạ Chúa vì điều đó. Và đức tin chính là hạt giống. Tôi cần hạt giống đức tin. Tôi cần một hạt giống đức tin sống động, là thứ có khả năng sản sinh lớn lên, nảy mầm, phát triển bên trong tôi. Hạt giống ấy là gì? Là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em hãy tập trung vào điều này. Tập trung vào điều này. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ cho anh chị em điều gì? Đức tin là sự tin chắc vững vàng những điều mình đang trông mong. Và định nghĩa đó được diễn giải ra như thế này. Dù anh em chưa được chữa lành, nhưng Chúa Giêsu vẫn là đấng chữa lành của anh em. Dù anh em chưa được giúp đỡ, thoát ra khỏi hoạn nạn, nợ nần, khỏi ra những thất bại, nhưng Chúa Giêsu vẫn là đấng chu cấp của anh em. Dù anh em vẫn đang phải tranh chiến với ma quỷ, nhưng Chúa Giêsu vẫn là đấng giải phóng anh em. Đó là sự biết chắc vững vàng. Vì Ngài là đấng như Ngài nói trong lời Ngài, không thay đổi. Hoàn cảnh không khiến Ngài thay đổi. Thế gian này không khiến Ngài thay đổi. Người ta không khiến Ngài thay đổi. Triết lý, lý luận đời này không khiến cho Ngài thay đổi. Ngài hằng còn và mãi mãi y nguyên. Tôi nhớ lại nhớ bài hát Chúa chúng ta muôn đời y nguyên rồi. Bài hát này hơi hay đấy. Phải không? Chúa chúng ta muôn đời y nguyên. Lời Ngài không đổi dời. Không bao giờ thay đổi. Cho nên điều đó là điều mà buổi sáng hôm nay chúng ta cần phải ghi nhớ. Tiếp theo sao anh em? Tiếp theo là gì? Hoàn cảnh là thứ rất là tạm bợ trên đời này. Và Chúa dùng đôi khi để dừng chúng ta lại một chút. Để ngưng chúng ta lại một chút. Để Ngài đào tạo, Ngài chuẩn bị chúng ta cho những mức cao hơn. Đó là sự thật. Và mỗi một chúng ta trong con đường đức tin luôn luôn có những bài thi. Chúng ta phải bước qua những bài thi đó. Và khi thi đậu rồi, Chúa đưa ta đến mức cao hơn, đến con đường thênh thang hơn, ân điển lớn hơn. Và cuối cùng có ba điều để cho chúng ta rèn luyện đức tin, con người đức tin chúng ta mỗi ngày. Thứ nhất, anh chị em ơi, hãy tập sống phụ thuộc vào Đức Chúa Trời hoàn toàn. Phụ thuộc hoàn toàn. Tài chánh anh chị em cũng phụ thuộc Ngài. Hạnh phúc gia đình anh em cũng phụ thuộc Ngài. Sức khỏe anh em cũng phụ thuộc Ngài. Nuôi dạy con cái cũng phụ thuộc Ngài. Tương lai chọn nghề nghiệp cũng phụ thuộc Ngài. Học tập cũng phụ thuộc Ngài. Làm bất cứ điều gì, lĩnh vực gì, chọn vợ, chọn chồng, chọn người yêu cũng phụ thuộc Ngài. Anh chị em ạ, đó là con đường phước hạnh. Con đường đức tin. Con đường khởi sự để đức tin anh chị em bắt đầu nhúc nhích và hành động. Thứ hai, hoàn nạn thử thách là điều anh chị em phải vượt qua. Như một con người leo núi, anh chị em phải thận trọng đi từng bước nhỏ, chậm mà chắc, kiên nhẫn, khôn ngoan, tinh tế, để rồi đức tin của anh em từng bước được nâng lên. Và anh em sẽ vượt qua bài thi của thử thách. Và cuối cùng, nghe được tiếng của Chúa. Sau khi cầu nguyện, sau khi được chữa lành, sau khi được giải quyết nan đề, sau khi được Đức Chúa Trời cứu giúp cho một điều gì đó, là phước hạnh lớn nhất của con cái Đức Chúa Trời trên đất này. Hãy tập lắng nghe tiếng của Chúa. Anh em sẽ không còn là những người mù nữa, mà anh em là người có tai để nghe, có mắt để thấy, có lòng để hiểu, để rồi chúng ta được đồng đi với Đức Chúa Trời. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em đang ở trong những hoàn cảnh, và nhờ lời Ngài anh chị em biết cách để thắng hơn. Nhờ lời Ngài hôm nay anh chị em được giúp đỡ, được nâng đỡ, được khích lệ buổi sáng hôm nay. Cho nên rất dễ dàng để chúng ta có thể đồng đi với Ngài, nếu chúng ta hiểu được mình là ai, Chúa là ai,
chúng ta là người của đức tin. Bây giờ anh em hãy hiệp lòng tôi cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa để lời này khích lệ anh em. Lời này gieo vào lòng anh em rất đơn giản thôi. Anh em hãy mở lòng mình ra. Và nếu những anh em nào đang theo dõi mà chưa tin Chúa thì cũng hãy mở lòng ra và nói rằng: Chúa Giêsu ơi, cứu con. Cứu con khỏi sợ hãi, cứu con khỏi những bất an, cứu con khỏi những tương lai mịt mờ mà con không biết phải đi đâu về đâu. Cứu con trong hoạn nạn này. Anh chị em biết không, lời Ngài nói rằng hễ ai kêu cầu danh Ngài thì được cứu. Chỉ đơn giản, các bạn hãy mở miệng mình ra và nói một câu ngắn gọn như tôi nói như thế này thôi. Kính lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay con đã biết về Ngài. Ngài là cứu Chúa của thế gian này. Ngài đến để chết trên thập tự giá vì con. Và Ngài đã sống lại và Ngài hằng sống đời đời để cứu những con người tin cậy Ngài. Chúa Giêsu ơi, hãy tha thứ cho con. Hãy tha thứ những lỗi lầm của con. Và con thành thật mời Ngài bước vào lòng con, biến đổi con, dẫn dắt con. Con trao đời sống con cho Ngài. Con trao linh hồn con cho Ngài. Con trao những ước vọng tương lai của con cho Ngài. Lạy Chúa Giêsu, hãy cứu giúp con. Cảm ơn Chúa. Khi anh em cầu nguyện những lời này thì Chúa thực sự đã bước vào lòng anh em. Anh em hãy bắt đầu liên hệ với Hội Thánh Nhà Muôn Dân và Fanpage. Hãy nhắn tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi kinh thánh cho anh em. Chúng tôi sẽ kết nối cho anh chị em để anh chị em tiếp tục học biết Ngài, để anh chị em tiếp tục có thể được lớn lên trong đức tin. Và như câu kinh thánh anh chị em vừa nghe buổi sáng hôm nay, tất cả chúng ta được cứu bởi đức tin. Cho nên chính nhờ lời của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ được lớn lên và anh chị em biết một Đức Chúa Trời yêu thương dẫn dắt anh em mỗi ngày. Xin Chúa ban phước cho những anh chị em ngày hôm nay tiếp nhận Chúa. Hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Hãy liên hệ, chúng tôi rất vui lòng để giúp đỡ anh chị em bất kể hoàn cảnh nào. Và giờ đây, những anh chị em nào đang bệnh tật trong thân thể, Chúa Giêsu nói trong Mát rằng người nào tin đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá và bởi lằn đòn của Ngài mà chúng ta tất cả được lành bệnh. Tôi muốn những người bệnh đang theo dõi trên livestream hãy đặt tay vào chỗ đau của mình, dù đó là gan, thận, phổi, dù đó là cột sống, hay dù đó là bất kể bệnh gì, dù là ung thư, hay là dù là đau xương khớp, dù là mạn tính hay là bệnh cấp tính. Anh chị em hãy đặt tay lên chỗ đau giờ này và tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em ngay lập tức. Cha ơi, Ngài nhìn thấy những con người đang bệnh tật trong thân thể. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện cho họ giờ này. Không gian, thời gian không cản trở được Ngài. Ngài nói trong lời Ngài rằng hãy ai tin cậy Ngài thì người đó được cứu. Hãy ai kêu cầu danh Ngài thì người đó được chữa lành. Chính Đức Chúa Trời đã sức cho Chúa Giêsu bằng thánh linh và quyền phép để Ngài đi từ nơi nọ chỗ kia, chữa lành hết thảy những người tật bệnh và giải cứu họ khỏi ma quỷ ức hiếp. Thì hôm nay con đây là đầy tớ của Đức Chúa Trời, con cậy ơn của Chúa Giêsu để chữa lành những con người nương cậy nơi danh quyền phép là danh Giêsu Christ mà mọi đầu gối trên trời phải quỳ xuống trước danh đó, mọi bệnh tật phải suy phục trước danh đó. Trong danh của Giêsu, hỡi anh chị em hãy lành bệnh đi, hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Dù đó là trong đầu, trong phổi, trong tim, trong máu, trong xương, hãy lành đi. Ta truyền lành cho tất cả mọi loại bệnh này hãy rời khỏi những thân thể đang coi cái clip này qua màn hình, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em hãy cảm nhận sự chữa lành của mình, hãy lấy đức tin cảm nhận sự chữa lành của mình, hãy lấy đức tin cảm nhận sự chữa lành của mình. Chữa lành, hãy được lành, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận. Anh em hãy biết chắc rằng Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Ngài là đấng chữa lành, giải phóng anh em khỏi mọi nan đề, khỏi mọi tật bệnh, khỏi một tật bệnh, dù đó là một khối u, dù đó là những bệnh nan y, dù đó là những bất cứ điều gì. Thì hôm nay tôi công bố anh chị em đã được lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy lành đi và được giải phóng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì những con người đã được Ngài chữa lành, những con người đã được Ngài thăm viếng chính thì giờ quý báu này. Tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh đang hiện diện ở đây. Dù rằng không gian, thời gian có ngăn trở chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ngăn trở được phép lạ của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn tiếp tục chữa lành cho anh chị em. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.